Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2023 dấu ấn 10 năm với nhiều màu sắc trẻ trung được tổ chức và khai mạc đúng vào dịp 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2023. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm nay sẽ chào đón dấu mốc 10 tuổi đáng nhớ bằng một chương trình nghệ thuật rực rỡ, lung linh, sắc màu trẻ trung, hiện đại, mang tựa đề Hải Phòng tỏa sáng ra cửa. Các bạn thân mến, hiện nay tôi đang có mặt tại chỗ bà nữ tướng Lê Chân của thành phố Hải Phòng để ghi lại hình ảnh của một số động viên đạp xe đạp chào mừng ngày 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2023 tại thành phố Hải Phòng ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Diễn viên đạp xe đạp đang chuẩn bị đi diễu hành toàn thành phố Hải Phòng ngày hôm nay.
Chương trình xin tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.